À, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái nhũ icing nha, để chúng ta có thể đi cái trên thành bánh chảy hoặc là chúng ta có thể dùng để viết chữ vẫn được nha. Hiện ta cần là 30g đường icing. Đây đường icing mình đã xay mịn nè. Bột nhũ thì chúng ta có hai loại, một loại nhũ vàng và loại thứ hai là nhũ đồng. Thì các bạn có thể do cái màu nhũ vàng này nó hơi tươi á, cho nên là mình sẽ cho một ít màu nhũ đồng vào để cho cái màu nhũ mình nó được đậm hơn và đẹp hơn. Và chúng ta cần loại rượu trắng. Đây rượu trắng. Rồi chúng ta sẽ tiến hành pha nha. Với 30g đường icing thì chúng ta cho tầm 4-5g bột nhũ vào nha. Ở đây là mình sẽ nhắm chừng bởi vì mình cho quen rồi đó, cho nên mình sẽ nhắm chừng. Bột này tương đối nhẹ, cho nên các bạn dùng cân tiểu ly các bạn cân nha. Đây, đây là mới bỏ nhũ vàng, chúng ta sẽ cho thêm một ít nhũ đồng vào nữa để cho màu chúng ta nó được đẹp hơn. Rồi, sau đó chúng ta sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này lên. À, sau khi chúng ta đã trộn đều hỗn hợp, chúng ta sẽ cho rượu vào. Với cái lượng rượu chúng ta cho vào thì chúng ta sẽ cho tương ứng, ví dụ như chúng ta muốn cái hỗn hợp ta sệt hơn á thì chúng ta cho ít, còn nếu mà hỗn hợp đặc á thì chúng ta cho lỏng một xíu nha. Rồi, đây là cái loại rượu mình hay dùng nha. Nó sẽ bay hơi rất là nhanh và cái mùi rượu tương đối là nhẹ, cho nên ta dùng cho thực phẩm á nó không ảnh hưởng gì nhiều. Đó, chúng ta cho và chúng ta sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này lên. Chúng ta sẽ canh chừng nha, nếu mà cái màu nhũ chúng ta thấy chưa ưng á, chúng ta muốn sáng hơn hoặc tối hơn, ta phải cho tương ứng cái màu vào nha các bạn. Hai các bạn sau khi thấy đường nè, thì chúng ta sẽ khi mà thấy không ưng màu, ta sẽ cho thêm một ít màu nhũ vào nữa. Đối với màu nhũ mà bên mình cung cấp á, thì nó rất là mịn, các bạn xem ha. Nó cực kỳ mịn luôn. Đó. Rồi chúng ta tiếp tục trộn tiếp. Các bạn xem nhũ vàng của mình nè. Chúng ta sẽ dùng nhũ, chúng ta pha nhũ trong một cái hũ như thế này nè, để chúng ta khi mà chúng ta không dùng nữa thì chúng ta cứ để trong cái hũ hỗn hợp có phô á, chúng ta cần cho rượu vào thì hỗn hợp lại lỏng ra như thế này. Đó. Và chúng ta sẽ cho vào túi tam giác nha, để chúng ta bắt chữ hoặc là chúng ta đi cái đường lai. Rồi đây là cách ứng dụng cái icing chúng ta, anh xin chúng ta vừa đi nha. Đó, các bạn sẽ đi nè thành những cái đường lai để nó tạo được cái độ lấp lánh. Như ví dụ như cái nhũ này mà chúng ta pha vào trong sô cô la trắng á, thì nó dễ làm mất cái độ bóng óng ánh của nhũ lắm. Thì chúng ta có thể ứng dụng theo kiểu này nhé. Rồi với hỗn hợp này để chúng ta viết chữ được á, thì chúng ta thấy hỗn hợp nè, khi mà ta đổ thành bánh á, thì cần độ lỏng. Cái này nó hơi lỏng nè. Bây giờ chúng ta cần viết chữ thì nó đặc hơn, chúng ta sẽ cho thêm đường vào nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ khuấy đều đến khi hỗn hợp đạt cái độ sệt sệt như chúng ta muốn. À, các bạn lưu ý là khi chúng ta cho thêm đường vào thì chúng ta phải bù cái lượng màu bột vào nha, để cho cái màu chúng ta nó được đẹp hơn á. Đó. Đó các bạn thì tiếp tục trộn đều. Đây các bạn thấy hỗn hợp này nó đặc như thế này nè, thì chúng ta dễ dàng viết chữ. Thì các bạn có thể tăng thêm màu vàng, màu gel này nè các bạn, vào trong hỗn hợp của đường icing và màu nhũ ha, sẽ làm cho cái màu mình nó tươi lên. Đó, thì tùy vào cái mẫu, tùy vào cái màu mà bạn cần làm thì bạn có thể cho tăng thêm nhiều hay ít, nhưng mà nên dùng màu gel ha các bạn ha. Gel, rượu trắng và đường xay. Bây giờ mình đã viết chữ rồi nè, bây giờ chỉ tầm xong trong vòng 1 phút thôi là bạn có thể rờ nó đã xe mặt rồi các bạn. Ở bên trong thì có thể nó còn là ướt á, nhưng mà bề mặt bên ngoài của nó đã xe mặt rồi, rất là nhanh. Ở đây mình thử đây nè, nó xe mặt rồi nè, còn này mình mới làm nè. Đó. Thì các bạn có thể ứng dụng vào trong bánh kem hoặc là những cái chữ mà các bạn không biết là như thế nào mà được cái chữ nhũ như vậy á, thì mình hướng dẫn cho bạn cái tip này ha. Các bạn có thể ứng dụng ở trong bánh của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong cái clip tiếp theo.